thân mến, chăn và rắn khổng lồ luôn là đề tài được quan tâm gây tò mò thị hiếu của nhiều người. Vì từ trước đến nay, những gì càng bí ẩn, càng nguy hiểm đáng sợ thì lại càng gây hiếu kỳ và thích thú. Ở Việt Nam cũng đã có một số vụ việc bắt được chăn rắn khổng lồ như chăn gấm 40 kg mắc kẹt trong mộ ở Hưng Yên hay chăn gấm dài 5 m ở Nghệ An. Được xem là những vụ bắt chăn rắn gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua. Vậy những sự việc này cụ thể ra sao? Những con chăn này thật sự khổng lồ đến mức nào? Hãy cùng xem thì hôm nay khám phá vụ bắt sống chăn khủng ở Việt Nam nhé! Chăn chui vào mộ ở Hưng Yên. Vào đầu năm 2016 thì tại khu vực Nghĩa Trang ở thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, người dân ở đây đã phát hiện thấy một con chăn khổng lồ dài gần 3,5 m, nặng khoảng 40 kg, chui vào trong một ngôi mộ ở đây và bị mắc kẹt lại. Theo người dân, có thể do kích thước của con chăn này to quá nên nó không thể chui vừa qua lỗ hổng trên mộ để vào bên trong. Kết quả là con chăn này bị mắc kẹt, chừa lại một nửa thân ở bên ngoài. Sau đó, gia đình có phần mộ này đã phải đồng ý cho người dân phá mộ để cứu thoát con chăn ra. Theo chính quyền địa phương, con chăn này trước đây cũng từng bị người dân trong khu vực bắt đem về nhà nuôi. Tuy nhiên, sau đó người dân lại thả ra. Nó đã sinh sống quanh khu vực Nghĩa Trang này nhiều năm nay. Tuy nhiên, không ai dám giết. Được biết, con chăn này chưa từng cắn ai bao giờ. Người dân trong địa phương cũng đã nhiều lần bảo vệ nó. Dân vây bắt hai con chăn khủng ở ruộng mía. Tháng 11 năm 2017, người dân xóm Thanh Trương, Tân Kỳ, Nghệ An đi thu hoạch mía thì phát hiện ra một con chăn rất lớn đang cuộn tròn trong ruộng mía. Người dân sau đó đã hô hào những thanh niên trai tráng để vây bắt. Tuy nhiên, chăn quá to và sợ chăn hung dữ nên người dân đã đập chết con chăn này rồi mang về nhà. Được biết, con chăn này dài hơn 5 m, nặng khoảng 30 kg. Đến ngày 20 tháng 11 thì cũng tại ruộng mía này, người dân lại tiếp tục phát hiện một con chăn khác nhỏ hơn, nặng khoảng 20 kg. Người dân tiếp tục hò nhau với bắt và đem về. Được biết thì sau khi mang về, người dân đã bán hai con chăn này lấy 5 triệu đồng cho một người dân trong xã để nấu cao. Ông Đặng Xuân Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Phúc cho biết, cả hai con chăn này đều thuộc loài chăn gấm. Nếu đây đúng là loài chăn gấm thì loài chăn này nằm trong sách đỏ của Việt Nam, thuộc nhóm động vật nghiêm cấm khai thác và sử dụng. Bắt rắn hổ mang chúa ở Phú Thọ. Tối ngày 26 tháng 1 năm 2017, trên nhiều diễn đàn xã hội lan truyền video ghi lại cảnh 5 người đàn ông bắt sống con rắn hổ mang chúa bò trên đường ở xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Con rắn dài gần 5 m, to bằng cổ chân người lớn. Trong video thì một thanh niên túm đuôi con rắn và kéo không cho con vật bỏ chạy. Sau đó, 4 người đàn ông cầm cây gậy dài đè lên cổ và thân rắn rồi đòi bắt sống. Hàng chục người đi đường hiếu kỳ đứng xem và hò hét. Liên quan đến vụ việc trên, trước ngày 27 tháng 1, một lãnh đạo xã Hà Lộc xác nhận được biết con rắn này được một đại gia trong xã mua về từ Lai Châu để ngâm rượu. Con rắn hổ mang có trọng lượng 14 kg, thế nhưng nó đã bị sổng chuồng trong quá trình nuôi nhốt và bò ra ngoài đường nhựa và bị người dân bắt lại. Hiện thì chính quyền xã đang xác minh con vật và có biện pháp xử lý. Sau đó, con vật được người chủ đến chuộc về với giá hơn 2 triệu đồng. Bắt chăn 25 kg tại Thanh Hóa. Chiều ngày 25 tháng 9 năm 2018, người dân xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong lúc đi gặt lúa thuộc khu vực Đồng Cu nằm trên địa bàn thì đã phát hiện ra một con chăn lớn. Ngay sau đó, những người dân đã vây bắt gọn con chăn và đưa về nhà. Được biết thì con chăn bắt được có độ dài khoảng 2,5 m và nặng 25 kg. Sau khi bị bắt, con chăn hiện vẫn đang được nhốt và giao bán bởi một hộ nông dân trong xã. Trao đổi với Tri Thức Trẻ, ông Nguyễn Khắc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tế Lợi cho biết, đây là loài chăn hoa, không rõ nó từ đâu xuất hiện. Ông cho biết người bắt được con chăn là ông Phương, công dân sinh sống trên địa bàn xã. Về nguồn gốc con chăn, ông Minh cho biết trên địa bàn xã không có hộ nào nuôi nhốt, xung quanh không có rừng cây rậm rạp để chúng sinh sống. Ông nghi ngờ con chăn này là của đoàn xiếc Hải Dương, mấy ngày trước có về địa phương biểu diễn và bị sổng. Lãnh đạo xã Tế Lợi cũng cho biết con chăn hoa được nhốt ở gia đình ông Phượng và giao bán. Con chăn hoa khủng này được giao bán với giá 100.000 đồng 1 kg. Như vậy, nó sẽ có giá trị khoảng 2,5 triệu đồng. Vây bắt chăn khủng nuốt chửng một con bê. Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 2015, chị Minh ở thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam, phát hiện con bò cái của gia đình thả trên núi về nhà một mình mà không có con bê con đi cùng. Nghĩ là bê con đi lạc nên chị Minh đi tìm. Nhưng chị Minh đến khu vực rừng già, giáp ranh với xã Quế An và xã Quế Thọ thì tá hỏa phát hiện ra một con chăn lớn đang nằm dưới xỉnh nước. Trong tình trạng cuộn tròn thân mình và bụng phình to, tin chắc con trăn đã nuốt mất bê con của gia đình. Chị Minh chạy về thôn báo cho mọi người lên vây bắt con trăn. Do ăn quá no, con trăn không thể di chuyển nên đã bị người dân bắt đưa về thôn. Sau khi bắt được trăn, người dân trong thôn đã mổ bụng con trăn lấy được con bê của chị Minh bị mất. Theo người dân, con trăn nặng khoảng 30 kg và con bê bị trăn nuốt cũng nặng khoảng 30 kg. Chị Minh cũng khẳng định đây chính là bê con của mình. Sau đó thì người dân xẻ thịt trăn bán cho người dân trong thôn và người đi đường, tổng cộng được 5 triệu đồng. Người dân vây bắt rắn khủng ở Vĩnh Phúc. Ngày 11 tháng 12, mạng xã hội xuất hiện clip quay lại cảnh nhóm người vây bắt một con rắn khủng tại địa bàn giáp ranh giữa hai thôn Đồng Câu và Đồng Tâm, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo clip, nhóm người này đã dùng kích điện, kích tê liệt con rắn rồi kéo ra khỏi rầm thép. 4 người đàn ông khỏe mạnh, mỗi người giữ một đoạn thân và nhét vào bao tải. Những người chứng kiến sự việc ước lượng con rắn nặng khoảng 20 kg, dài khoảng 5 mét. Thông qua hình ảnh clip này thì con rắn người dân bắt được là con rắn hổ mang chúa, là loại rắn cực độc. Hổ mang chúa được cho là vua của các loại rắn vì khả năng săn mồi cự phách. Một con hổ mang chúa trưởng thành có thể tạo ra lượng nọc độc khoảng 400 mg, trong đó 1 mg nọc độc có thể giết chết đến 160 người trưởng thành. Một cú cắn của hổ mang chúa có thể giết chết con người và cả động vật lớn như trâu bò hay là voi trong một thời gian ngắn. Người dân nơi đây cũng được một phen xôn xao vì chưa từng nhìn thấy con rắn nào có kích thước khủng đến vậy. Bắt trăn gấm nặng hơn 35 kg ở Hà Tĩnh. Người bắt được con trăn này là anh Phạm Thái Học ở xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Chiều tối ngày 1 tháng 7 năm 2012, anh Học đi chăn dê trên núi Hồng, địa phận xã Xuân Lam thì phát hiện ra dấu vết của trăn. Theo dấu vết này thì anh Học phát hiện và bắt được một con trăn khổng lồ nằm ở ngách đá. Con trăn này thuộc loài trăn gấm, nặng hơn 35 kg, dài gần 4 m, đường kính bụng của trăn thì có chỗ hơn 40 cm. Người dân này cũng cho biết, trước đó rất có thể con trăn này đã từng ăn thịt một con dê trong đàn của anh. Theo nhiều người cao tuổi trong làng thì đây là một con trăn cái thuộc loài trăn gấm. Sau khi bắt được trăn, nhiều người trả giá cao nhưng anh không bán. Người dân này quyết định giữ con trăn lại để thịt và nấu cao. Đúng là không ít lần người dân Việt Nam đã bắt được những con trăn cực khủng. Loài dã thú đáng sợ ấy, không hiểu sao khi vào tay dân mình thì đều có điểm chung là bị làm thịt hoặc nấu cao hết các bạn nhỉ. Các bạn thấy ấn tượng với màn bắt trăn nào nhất? Hãy để lại bình luận cho mình biết nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Hi! Cảm ơn các bạn khán giả đã xem video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn like, share video này và đừng quên đăng ký kênh nhé! Nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo và là người đầu tiên xem video của chúng mình vào lúc 11 giờ chiều các ngày trong tuần cũng như là 18 giờ tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Đừng quên tham gia với chúng mình trong group Facebook Trang Trại Gen Z để cùng nhau chia sẻ những thông tin thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!